quét sạch độc gan trong cơ thể nếu như ăn vừng theo 3 cách này. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, hiện nay trên báo đài đang đưa ra một thông tin rất hot được nhiều người theo dõi, đó là chị Hát ở Hà Nội từ một bệnh nhân bị suy gan sau một năm áp dụng phương pháp thải độc và ăn uống khoa học từ vừng thì giờ đây ở tuổi 58, căn bệnh của chị đã khỏi hẳn, đến bác sĩ không còn tin được. Theo chị Hát cho biết, chị ăn vừng theo 3 cách mỗi ngày, từ đó cơ thể chị không những khỏe mạnh mà da dẻ còn hồng hào. Đặc biệt là sau 1 năm đi khám bệnh gan thì căn bệnh của chị hoàn toàn đã biến mất. Đây có lẽ là một tin vui cho những người bị bệnh gan. Nếu quý vị đang tò mò 3 cách ăn vừng đó như thế nào để gan khỏe mạnh thì xin mời quý vị hãy đến với video ngày hôm nay và đừng quên chia sẻ để nhiều người biết đến nhé. Ăn vừng theo 3 cách này, cô gái chị triệt để căn bệnh suy gan, đến bác sĩ còn há hốc mồm. Trước tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về hạt vừng. Hạt vừng là những hạt nhỏ, giàu dầu, mọc thành các quả trên cây Sesamum nautifolium. Hạt không có vỏ bên ngoài, có thể ăn được còn nguyên vẹn, trong khi hạt có vỏ không có vỏ. Vỏ tàu cho hạt màu vàng nâu, hạt vỏ có màu trắng nhạt nhưng chuyển sang màu nâu khi rạng. Hạt vừng có nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng và đã được sử dụng trong y học dân gian trong hàng ngàn năm. Chúng có thể bảo vệ, chống lại bệnh tim, tiểu đường và viêm khớp. Tuy nhiên bạn có thể cần ăn một lượng đáng kể, một nắm nhỏ mỗi ngày để đạt được lợi ích sức khỏe. Hạt vừng là nguồn chất xơ tốt, 3 muỗng canh. Hạt vừng chưa nấu cung cấp 3,5g chất xơ, chiếm 12% lượng tiêu thụ hàng ngày tham khảo. Vì lượng chất xơ trung bình ở Hoa Kỳ chỉ bằng một nửa RDI, nên ăn hạt vừng thường xuyên có thể giúp tăng lượng chất xơ của bạn. Chất xơ nổi tiếng trong việc hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, ngoài ra bằng chứng ngày càng tăng cho thấy chất xơ có thể đóng vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số bệnh ung thư, béo phì và tiểu đường type 2. Một số nghiên cứu cho thấy rằng thường xuyên ăn hạt vừng có thể giúp giảm cholesterol và chất béo trung tính cao, vốn là yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Hạt vừng bao gồm 15% chất béo bão hòa, 40% chất béo không bão hòa đa, 39% chất béo không bão hòa đơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều chất béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn so với chất béo bão hòa có thể giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hơn nữa, hạt vừng chứa hai loại hợp chất thực vật ligan và phytoestrogen cũng có thể do tác dụng giảm cholesterol. Khi 38 người có lipid máu cao ăn 5 muỗng canh vỏ hạt vừng mỗi ngày trong 2 tháng, họ đã giảm 10% lượng cholesterol LDL xấu và giảm 8% triglycerides so với nhóm giả dược. Hạt vừng cung cấp 5g protein cho mỗi 3 muỗng canh phục vụ. Để tối đa hóa lượng protein sẵn có, hãy chọn hạt vừng rang. Các quá trình vỏ và rang làm giảm oxalat và phytates, các hợp chất cản trở quá trình tiêu hóa, hấp thu protein của bạn. Protein rất cần thiết cho sức khỏe của bạn vì nó giúp xây dựng mọi thứ từ cơ bắp đến hormone. Đáng chú ý, hạt vừng có hàm lượng lysine thấp, một loại axit amin thiết yếu có nhiều trong các sản phẩm động vật. Tuy nhiên, người ăn chay và ăn chay có thể bù đắp bằng cách tiêu thụ protein thực vật có hàm lượng lysine cao, đặc biệt là các loại đậu như đậu thận và đậu xanh. Mặt khác, hạt vừng chứa nhiều methionine và cysteine, hai loại axit amin mà các loại đậu không cung cấp với số lượng lớn. Ngoài những tác dụng trên thì hạt vừng còn được biết đến với tác dụng thải độc, tốt cho gan. Vừng là một loại thực phẩm giàu protein, ít calo, được đông y đánh giá là thực phẩm vua trong việc giải độc gan. Nhiều nơi còn gọi đó là tiên dược vì những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Cụ thể, một nhân chứng sống kiểm chứng tác dụng của vừng đó là chị Hát ở Hà Nội, từ một bệnh nhân bị suy gan sau một năm áp dụng phương pháp thải độc và ăn uống khoa học. Giờ đây, ở tuổi 58, căn bệnh của chị đã khỏi hẳn, đến bác sĩ còn không tin. Theo chị Hát cho biết, chị ăn vừng theo 3 cách mỗi ngày, từ đó cơ thể của chị không những khỏe mạnh mà da dẻ còn hồng hào. Đặc biệt sau một năm đi khám bệnh gan thì căn bệnh của chị hoàn toàn biến mất.
và 3 cách ăn vừng mà chia sẻ như sau. Cách 1. Mỗi ngày ăn khoảng 1 nắm vừng và đậu đen trộn lẫn có thể mang lại tác dụng thải độc cho gan, loại bỏ một số loạt các kim loại nặng độc hại và một số hợp chất có hại tồn tại trong cơ thể, làm giảm thiệt hại mà các chất độc gây ra cho gan. Cách 2. Bài thuốc chi ma tứ thần hồ, vừng đen 1.000g, bổ cô chỉ 30g, nhục đậu khấu 20g, ngũ vị tử 20g, táo tàu 35g, gừng tươi 100g, ngô thủ dư 10g, tất cả xay khô, tám bột, trộn đều, đựng vào trong lọ kín. Khi dùng hãy cho nước ấm khuấy tan, không loãng, không đặc là được. Thêm đường, hấp cách thủy, phương thuốc có tác dụng bổ gan thận, nhuận ngũ tạng. Cách 3, bài thuốc chi ma ích trí cao, vừng đen 50g, hà thủ ô 50g, chay ngọc 20g, thần khúc 50g, phục linh 50g, đào nhân 10g, bạch chuột 50g, vỏ trong mề gà 10g, trần bì 20g. Nghiền chung thành bột mịn, cho mật ong vào hoàn viên. Ăn mỗi ngày 10 đến 20g, ăn thường xuyên có tác dụng giải độc, lọc sạch độc tố gan. Và ngoài tác dụng giải độc gan thì vừng còn có một số tác dụng tốt cho sức khỏe như sau. Tác dụng của vừng. 1. Giữ cho da đẹp và tóc lâu bạc. Vừng đen 500g đem phơi khô, sau chín, tán ra bột, cho vào lọ sạch dùng dần. Khi ăn cho 1 đến 2 thìa bột vừng vào bát, cho thêm đường tùy theo khẩu vị, đổ nước sôi vào và quấy đều thành chè. Chè vừng đen thích ăn lúc nào thì làm lúc ấy, ăn liên tục nhiều ngày có tác dụng rất tốt cho da, cho tóc. Người trẻ lâu giữ được vẻ đẹp, lại chữa khỏi ho khan và táo bón. 2. Chữa đầy chướng bụng. Chướng bụng do người bệnh có cảm giác ậm ạch sau mỗi lần ăn vào lại đầy bụng, chướng hơi bí bách. Lấy vừng đen giã nhỏ nấu cháo, cho vào một cái vỏ quýt khô. Khi ăn nêm một ít muối vừa miệng, ăn vài lần sẽ khỏi. 2. Chữa sản phụ thiếu sữa. Bài 1. Lấy 30g rừng đen giã nhỏ cùng với gạo tẻ, cho vào nước nấu nhừ thành cháo mà ăn. Món cháo này vừa có tác dụng lợi sữa, vừa nhuận tràng, thích hợp với phụ nữ sau khi sinh bị táo bón và không đủ sữa cho con bú. Bài 2. Vừng 30g giã nhỏ, tằm giang khô 10g nghiền vụn. Cả hai thứ đem trộn với đường đỏ, đổ nước sôi vào, đậy nắp kín sau 10 phút thì uống. Mỗi ngày uống một lần lúc đói, chỉ uống 2 ngày là sữa bắt đầu ra, uống sau 4 ngày thì sữa ra đều và đủ cho con bú. 4. Chữa viêm mũi mãn tính. Lấy một ít dầu vừng đen đem đun sôi, giữ cho nhỏ lửa, cho sôi nhẹ 15 phút. Khi nguội, đổ dầu vào lọ sạch có nút kín, dùng dần. Ngày nhỏ mũi 3 lần, mới đầu chỉ nhỏ 2-3 giọt, khi đã quen thì tăng lên 4-5 giọt. Sau khi nhỏ thuốc không cử động mạnh 2-3 phút, cho dầu lan ra, ngấm kỹ vào niêm mạc mũi, dùng sau 2 tuần sẽ khỏi bệnh. 5. Chữa chân tay đau buốt hơi thũng. Đây là chứng do thấp nhiệt thâm nhiễm làm cho chân tay đau buốt và hơi thũng. Cách chữa: lấy 40g hạt vừng đen, rang có mùi thơm, tán bột, đổ vào 40g rượu, ngâm trong một đêm, chia đều uống nhiều lần, bệnh sẽ giảm dần và khỏi. 6. Chữa táo bón. Bài 1. Vừng đen 200g, hà thủ ô đỏ, kỳ tử, long nhãn, tang thẩm, bá tử nhân, mỗi vị 100g, mật ong vừa đủ, tán bột làm viên, mỗi ngày uống 10 đến 20 viên, có thể dùng ở dạng thuốc sắc liều thích hợp. Bài 2. Vừng đen, đại táo, xuyên khung, đương quy, bá tử nhân, mỗi vị 8g, thục địa, bạch thược, mỗi vị 12g, tất cả cho vào ấm sắc uống ngày một thang. 7. Bài thuốc giúp lợi sữa. Bài thuốc 1. Dùng 1 quả trứng gà, 1 ít muối ăn và 1 lượng vừng đen vừa đủ, rang vừng cho thơm, sau đó tán nhuyễn và nêm thêm 1 ít muối, đem trứng gà luộc chín và chấm với muối mè, ngày ăn 1 lần. Bài thuốc 2. Chuẩn bị giò heo 2-3 cái, gia vị và mè đen 250g, đem mè đen rang và tán nhuyễn, mỗi lần dùng 15g uống cùng với giò heo hầm canh, ngày dùng 3 lần.
8. Bài thuốc chữa hen suyễn ở người cao tuổi. Chuẩn bị: gừng tươi 120g, mật ong và đường phèn mỗi thứ 100g, mè đen 250g. Thực hiện: gừng tươi giã nát, vắt lấy nước, sau đó trộn đều với mè và rang sao cho thơm. Trong khi đó, đun chảy mật ong và đường phèn, sau đó trộn chung với mè và bảo quản trong hũ kín, mỗi lần dùng một muỗng canh, dùng vào buổi sáng. 9. Bài thuốc chữa chứng đại tiện táo và mất ngủ do thận suy. Chuẩn bị: một ít đường trắng, lá dâu 60g, hạch đào nhân 60g và vừng đen 20g. Thực hiện: đem tất cả dược tán nhuyễn, sau đó thêm đường trắng vào, chia thành 2-3 lần uống, sử dụng một lần trên một ngày trước khi đi ngủ và dùng liên tục cho đến khi khỏi. 10. Bài thuốc chữa chứng tăng mỡ máu. Chuẩn bị: gạo tẻ 30g, một ít đường trắng mè đen và quả dâu mỗi thứ 60g. Thực hiện: để đường trắng riêng, đem các nguyên liệu còn lại rửa sạch và giã nát. Sau đó cho 3 chén nước vào nồi nấu sôi, ra thêm đường trắng và đổ các nguyên liệu còn lại vào. Nấu cho đến khi chuyển sang dạng hồ và ăn khi còn nóng. 11. Bài thuốc chữa chứng mất ngủ, hay quên và suy giảm trí nhớ. Chuẩn bị: đường đen 0,5kg, nhân hạnh đào 250g và vừng 250g. Thực hiện: cho đường đen vào nồi, thêm nước và nấu với lửa nhỏ cho đến khi đường chảy và keo lại. Sau đó cho quả óc chó và mè đen đã rang chín vào, trộn đều và đổ ra khuôn, đợi nguội và cắt thành từng miếng nhỏ, mỗi lần dùng 15g, ngày dùng 3 lần. 12. Bài thuốc chữa da nổi mề đay mẩn ngứa. Chuẩn bị: đường trắng, vừng đen và rượu đế một lượng vừa đủ. Thực hiện: rang sơ mè đen, sau đó tán nhuyễn và thêm đường trắng vào. Mỗi lần một ít bột mè đen trộn với 2 thìa rượu đế, trộn đều và chưng cách thủy trong 20 phút. Dùng bài thuốc này sau khi ăn 2 tiếng hoặc dùng sáng khi bụng đói, ngay sử dụng 2 lần. 13. Bài thuốc trị thận suy yếu sớm. Chuẩn bị: mật ong, quả óc chó và vừng đen, mỗi thứ một lượng vừa đủ. Thực hiện: rang mè đen cho thơm và thêm quả óc chó vào, tán nhuyễn, mỗi lần dùng 2 thìa uống với nước mật ong, ngày dùng 2 lần. 14. Bài thuốc giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường tuổi thọ và giúp da săn chắc, mịn màng. Chuẩn bị: tiểu hồi 150g, gừng khô 30g, vừng đen 375g, đậu đỏ, đậu xanh và đậu tương mỗi thứ 700g, gạo tẻ 750g, muối tinh 30g, chè búp 500g và hoa tiêu 75g. Thực hiện: đem các dược liệu sao vàng tán thành bột mịn, mỗi lần dùng 60-10g hãm với nước sôi uống, ngày dùng 1 lần. 15. Bài thuốc trị chứng ho gà ở trẻ em. Chuẩn bị: mật ong 50ml, đậu phộng 30g, mè đen 50g. Thực hiện: cho các nguyên liệu vào nồi, thêm nước và nấu thành canh. Ăn ngay sau khi canh chín, ngày dùng 1 lần và dùng liên tục trong 3-5 ngày. 16. Bài thuốc hỗ trợ điều trị xà tử cung. Chuẩn bị: ruột heo 300g, thăng ma 10 và vừng ghen 150g. Thực hiện: rửa sạch ruột heo, bọc thăng ma trong túi vải, sau đó nhét vào ruột heo cùng với mè đen. Thêm nước vào nồi đất, hầm như ruột nhừ, bỏ thăng ma và nêm thêm gia vị vào, chia thành 2-3 lần ăn, dùng hết trong ngày và sử dụng liên tục trong 3 tuần. 17. Bài thuốc trị thương hàn. Chuẩn bị: một ít mè đen tươi. Thực hiện: ép mè đen, lấy một tách dầu, sau đó trộn đều với một lòng trắng trứng và tách 1/2 tách nước. Khuấy đều các nguyên liệu và uống trực tiếp, ngày dùng 1 lần, uống khỏi 3-4 lần là khỏi hẳn. 18. Bài thuốc trị lang ben trắng. Chuẩn bị: một ít rượu và một ít dầu mè. Thực hiện: hòa rượu với dầu mè, uống mỗi ngày 3 lần, duy trì bài thuốc cho đến khi khỏi. Lưu ý: khi áp dụng bài thuốc nên hạn chế đồ lạnh, tỏi, thịt lợn và thịt gà. 19. Bài thuốc mạnh gân xương và bồi bổ sức khỏe. Chuẩn bị: lá dâu non rửa sạch 50g, phơi nắng nhẹ cho khô,
vò nát bỏ gân lá sấy khô và hạt vừng đen 300g. Thực hiện, tán bột hai nguyên liệu riêng biệt, dây thành bột mịn rồi trộn đều và thêm mật ong vào, làm thành hoàn toàn khoảng 1g. Người lớn dùng 10 đến 20g, trẻ em dùng 5 đến 10g, ngày dùng 2 lần và dùng sau khi ăn. 20. Bài thuốc gây ngủ và an thần. Chuẩn bị: lá dâu non, hạt đỗ đen, hạt mè đen và lá vông mỗi thứ 40g, lạc tiên và hạt muồng sao mỗi thứ 20g, vỏ núc nắp 12g. Thực hiện: phơi khô các nguyên liệu, sau đó giã nhỏ và thêm đường vào, luyện với hồ làm thành viên, mỗi lần dùng 20g, ngày dùng 2 lần. Lưu ý khi sử dụng hạt vừng: những người mắc bệnh đông máu cao, huyết khối, viêm tắc tĩnh mạch, bệnh tim thì nên hạn chế dùng hạt vừng. Trong vừng có nhiều khoáng chất. Chính vì vậy, những bệnh nhân có sỏi trong thận nên tránh dùng. Vừng giàu calo, nếu bạn đang muốn giảm cân hay đang trong tình trạng thừa cân thì cũng không nên dùng. Quý vị và các bạn thân mến, hạt vừng là một nguồn chất béo lành mạnh, protein, vitamin B, chất khoáng, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi khác. Thường xuyên ăn những phần đáng kể của những hạt này có thể giúp cho chúng ta giải độc gan. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta lạm dụng vào loại hạt này. Cách tốt nhất để chăm sóc gan chính là bạn hạn chế những thói quen thiếu lành mạnh, ưu tiên cho những thực đơn ăn uống tốt cho gan, vận động phù hợp, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Trong thời gian dài, nếu như duy trì được lối sống tích cực thì bạn sẽ không phải lo đến gan bị đổ bệnh. Xin kính chúc quý vị khán thính giả có một sức khỏe dồi dào. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.